Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy hút ẩm Xiaomi Dema DT16C. Đây là sản phẩm này, đây là màn hình điện tử này, trên đây là bảng điều khiển này, đây là quạt gió đẩy lên này. Đây mình sẽ bắt đầu từ nút nguồn mọi người nhé, nút nguồn này, nút thứ hai máy bắt đầu hoạt động này. Nút thứ hai là có hai chế độ, đầu tiên là đèn ở bên này là sấy quần áo, mọi người sấy quần áo bên trên này, lượng gió đẩy lên rất là mạnh. Và bên này là phần hút ẩm. Tiếp theo chức năng nút số 3. À, lúc này là hẹn giờ tắt tối đa là lên đến 24 tiếng, từ 1 tiếng 2 tiếng đến 24 tiếng mọi người nhé. Ở đây là cái đèn báo, khi nào mà đèn báo này đỏ lên thì là máy của chúng ta sẽ đầy nước ở phía sau và mọi người sẽ bỏ nước nhé. Còn những bạn nào mà cắm nước trực tiếp thì sẽ không lo cái phần đèn báo này. Và đây là bật chức năng chế độ yên âm. Và đây là phần quạt gió, đây là quạt nhỏ, đây là quạt lớn đây. Và đây là phần cài đặt cái chế độ độ ẩm, đây mọi người quan sát ở màn hình này. Đây là để độ ẩm trong phòng mình đang là 69 này, mình cài là để vào mức 60 chẳng hạn. Đây rồi, ở cái vòng xanh này vẫn là vòng an toàn mọi người nhé. Khi mà vòng đỏ là chứng tỏ là cái độ ẩm trong phòng của chúng ta quá là lớn đó. Mọi người lưu ý là khi mà chúng ta muốn cài cái chức năng độ ẩm này thì là mọi người phải để ở chế độ hút ẩm nhé, ở cái phần nút thứ hai ấy. Nếu mà chúng ta để ở cái phần mà đây, ví dụ ta để bên chỗ sấy quần áo này là sẽ không điều chỉnh được này. Ta để phần hút ẩm này, đó là màn hình điện tử khi thời gian chờ sẽ trở về nhiệt độ trong phòng. Ví dụ như trong phòng mình hiện tại đang là 25 độ C. Rồi, ok, bạn nào mà đang quan tâm đến dòng Dema DT16C hãy liên hệ mình nhé.